Sao Kim có nhiệt độ cao đến mức không tưởng, đủ nóng để nấu chảy chì. Đó là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời, với môi trường áp suất cao và gió siêu mạnh. Gió ở đó nhanh hơn tốc độ quay của chính hành tinh này 50 lần. Theo thời gian, gió ngày càng mạnh hơn và các nhà khoa học không hiểu tại sao. Nhưng họ đã tìm thấy một thứ thú vị trong đám mây ở nơi đây. Một dấu hiệu tiềm ẩn của vật chất sinh học đang phân hủy. Vậy liệu sự sống có tồn tại? Không hẳn, vì sao Kim có bầu khí quyển khô, nhiều gió và không có đủ nước cho sự sống phát triển. Vành đai quanh các hành tinh phổ biến hơn chúng ta tưởng. Vành đai của sao Thổ là nổi tiếng và ngoạn mục nhất. Một phần của vành đai gồm có băng nước phản chiếu lấp lánh và bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì tương tự trong phần còn lại của hệ mặt trời. Sao Mộc, sao Thiên Vương, sao Hải Vương cũng có các hệ thống vành đai, có thể bao gồm bụi và hạt đá siêu nhỏ. Và không chỉ hành tinh, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một tiểu hành tinh cũng có vành đai bao quanh. Tiện nói, bạn nghĩ tại sao trái đất không có vành đai? Các hành tinh khí khổng lồ có vành đai trong khi nhiều hành tinh đá tảng thì không. Có hai thuyết giải thích sự hình thành của các vành đai. Vành đai có thể là tàn tích từ thời các hành tinh đang hình thành, hoặc chúng có thể là vật chất còn sót lại của một vụ va chạm đã phá hủy một mặt trăng không xác định, hoặc lực hấp dẫn đã phá vỡ mặt trăng này của hành tinh mẹ. Chúng ta không rõ tại sao chỉ các hành tinh khí mới có vành đai. Chúng hình thành ở khu vực bên ngoài của hệ mặt trời, trong khi các hành tinh đá chỉ nằm trong các vòng tròn bên trong. Có lẽ đây cũng là một gợi ý xác đáng. Có thể những hành tinh đá bên trong này được bảo vệ tốt hơn trước các tác động mạnh, mà tác động mạnh chính là yếu tố tạo nên vành đai. Ngoài ra, phần bên ngoài của hệ mặt trời có nhiều mặt trăng hơn. Một nguyên nhân khác có thể là do các hành tinh lớn hơn, có thể tích lớn hơn nên hệ thống vành đai có thể duy trì ổn định ở đó. Một số thuyết còn cho rằng trái đất từng có một hệ thống vành đai từ rất lâu. Hành tinh của chúng ta đã va chạm với một vật thể lớn bằng sao hỏa. Sự kiện này rất có thể đã hình thành một vành đai hạt và mảnh vỡ dày đặc. Nhưng câu chuyện của chúng ta hơi khác so với các hành tinh bên ngoài, và những vành đai đó có lẽ đã kết hợp lại và tạo nên mặt trăng. Chúng ta có biết hình dạng của vũ trụ không? Einstein có thuyết tương đối rộng, trong đó vũ trụ có thể là một trong ba dạng này: kính như một hình cầu, mở như một yên ngựa, hoặc phẳng như một tờ giấy. Hình dạng quyết định liệu vũ trụ có vô tận hay không, và liệu nó có mở rộng mãi mãi hay sẽ sụp đổ vào một lúc nào đó. Hình dạng của vũ trụ phụ thuộc vào mật độ và tốc độ giãn nở của nó. Một trong những cách tốt nhất để xác định hình dạng của nó là áp dụng nền vi sóng vũ trụ CMB, đó là ánh sáng hào quang của tàn dư sót lại từ vụ nổ lớn. Sóng âm di chuyển trong vũ trụ vào giai đoạn đầu của nó đã tạo ra những biến đổi không gian khá nhỏ về nhiệt độ của ánh sáng yếu ớt. Kết quả của các nghiên cứu cho thấy vũ trụ có thể mở rộng theo mọi hướng, có nghĩa là nó phẳng. Tại sao mặt trời của chúng ta nóng trong khi mặt trăng lại lạnh? Mặt trời tỏa nhiệt vì lõi của nó cực nóng. Ở đó áp suất rất cao, hydro biến thành heli. Đó là cách mặt trời tạo ra ánh sáng và nhiệt. Ánh sáng và nhiệt của mặt trời đủ để thắp sáng trái đất cũng như hỗ trợ sự sống ở nơi đây, dẫu cho mặt trời ở cách chúng ta khoảng 150 triệu km. Mặt trăng không nóng bởi vì nó không có bầu khí quyển, do đó nó không thể hấp thụ ánh sáng mặt trời giống như hành tinh của chúng ta. Bề mặt của nó rất nóng vào ban ngày, khoảng 100 độ C, nhưng vì không có bầu khí quyển nên vào ban đêm, nhiệt độ giảm cực kỳ mạnh xuống còn âm 173 độ C. Không nghi ngờ gì nữa, mặt trời đang nóng rực nhưng không gian xung quanh nó vô cùng lạnh lẽo. Nhiệt là năng lượng mà các vật thể lưu trữ bên trong mình. Nhiệt độ là cách chúng ta đo lường xem một vật là nóng hay lạnh. Vì vậy, khi bạn truyền nhiệt cho một vật xác định, nhiệt độ của vật đó sẽ tăng lên. Lấy nhiệt đi và nhiệt sẽ giảm xuống. Bạn có thể truyền nhiệt theo 3 cách khác nhau: đối lưu, dẫn truyền và bức xạ. Đối lưu có tác dụng trong khí và chất lỏng, còn dẫn truyền có tác dụng trong chất rắn. Nhiệt độ chỉ ảnh hưởng đến vật chất. Vũ trụ không có đủ hạt, gần như hoàn toàn là chân không. Như vậy, dẫn truyền không hiệu quả. Cách duy nhất để truyền nhiệt là thông qua bức xạ. Khi nhiệt lượng từ mặt trời chiếu xuống một vật thể dưới dạng bức xạ, các nguyên tử cấu tạo nên vật thể đó sẽ hấp thụ năng lượng. Năng lượng làm các nguyên tử chuyển động và tạo ra nhiệt trong suốt quá trình này. Trong không gian,
nhiệt độ của vật thể giữ nguyên trong một thời gian dài. Vật lạnh cứ lạnh và vật nóng vẫn cứ nóng. Nếu bạn đặt bất cứ thứ gì ở bên ngoài bầu khí quyển của trái đất và để nó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, mặt trời sẽ hung nóng nó tới mức 120 độ C. Các vật thể trong vũ trụ bao quanh hành tinh của chúng ta không nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp có nhiệt độ là 10 độ C. Nhiệt độ ở mức này do các phân tử thoát ra khỏi bầu khí quyển của trái đất nên mặt trời hung nóng chúng. Chúng ta từng nghĩ rằng nước là một thứ rất hiếm trong không gian, nhưng giờ đây ta đã biết rằng có băng nước trên khắp hệ mặt trời. Để bắt đầu, bạn thường tìm thấy nước trên các tiểu hành tinh và sao chổi. Nước cũng tồn tại trong các miệng hố va chạm trên sao thủy và mặt trăng, những thiên thể ở trong bóng tối vĩnh cửu. Trên sao hỏa, bạn sẽ tìm thấy băng ở các cực, dưới lớp bụi bề mặt và trong băng giá. Tuy không đủ để hỗ trợ các thuộc địa của con người, nhưng nước vẫn tồn tại đấy thôi. Một số thiên thể khác trong hệ mặt trời cũng chứa băng, chẳng hạn như hành tinh lùn Ceres và một trong các mặt trăng của sao Thổ. Europa, một mặt trăng của sao Mộc, có thể là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất có khả năng chứa sự sống. Có khả năng nó có cả một đại dương dưới bề mặt đóng băng và nứt vỡ. Nước trong đại dương đó có thể gấp đôi tổng lượng nước của các đại dương trên trái đất. Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ, cũng có vòng tuần hoàn chất lỏng. Nhưng đó không phải là nước. Vòng tuần hoàn của nó di chuyển vật chất giữa bề mặt và bầu khí quyển. Thoạt nghe, ta thấy nó giống vòng tuần hoàn nước trên trái đất. Nhưng những hồ nước mênh mông trên Titan chứa đầy etan và metan. Có khả năng chúng ở trên một lớp nước. Sao Hải Vương cách mặt trời xa gấp 30 lần so với chúng ta. Tất nhiên, nó nhận được ít ánh sáng và nhiệt hơn trái đất. Nhưng nó cũng tỏa nhiệt nhiều hơn mức mà nó nhận được. Bầu khí quyển của nó có rất nhiều hoạt động đang diễn ra, đặc biệt nếu bạn so sánh nó với người hàng xóm sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương gần mặt trời hơn, nhưng vẫn tỏa ra một nhiệt lượng tương đương với sao Hải Vương. Gió trên sao Hải Vương cực kỳ mạnh, 2.400 km/h. Không ai biết tại sao, có thể là sự co lại hấp dẫn, năng lượng đến từ lõi hoặc mặt trời. Mong là cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra. Bạn có tưởng tượng nổi băng nóng không? Nó tồn tại cách chúng ta chỉ 30 năm ánh sáng trên một ngoại hành tinh. Hành tinh này bao gồm các nguyên tố nước khác nhau và các nguyên tố này tạo nên băng nóng cháy. Băng ở đó có dạng rắn do áp suất, nhưng nhiệt độ bề mặt rất khắc nghiệt, lên tới 300 độ C. Bởi vậy, nước siêu nóng và thoát ra dưới dạng hơi nước. Hãy hình dung bạn cho đá viên vào vì muốn làm nóng cà phê. Khi bạn ngắm sao, cảnh tượng như bạn đang nhìn vào quá khứ. Các ngôi sao thực sự ở rất xa và ánh sáng của chúng mất rất nhiều thời gian mới đến được trái đất. Vì vậy, có thể một số ngôi sao đã cạn nhiên liệu và không còn sống nữa. Cột tạo hóa là một ví dụ điển hình. Đây là một phần của khu vực cách chúng ta 7.000 năm ánh sáng, có tên là Tinh Vân Đại Bàng. Đây là những đám mây khí và bụi có hình dạng cột. Các nhà khoa học khám phá ra nó lần đầu tiên vào năm 1995. Nhưng trên thực tế, một vụ nổ siêu tân tinh đã phá hủy những cột này ít nhất 6.000 năm trước. Vậy hình ảnh vào năm 1995 cho thấy các cột này đã tồn tại từ 7.000 năm trước. Cho đến nay, chúng ta biết rằng sao Hỏa có núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời. Nó lớn hơn toàn bộ tiểu bang Hawaii và bự hơn ngọn lửa lớn nhất trên trái đất 100 lần. Hành tinh đỏ thật yên tĩnh, nhưng đã có thời nhiều núi lửa lớn thống trị bề mặt của nó. Núi lửa trên hành tinh đỏ có thể to đến như vậy là vì lực hấp dẫn ở đó yếu hơn trên trái đất rất nhiều. Ngoài ra, lớp vỏ của hành tinh chúng ta luôn chuyển động, còn lớp vỏ của sao Hỏa có lẽ chỉ nằm yên.